Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp gập bánh 20 inch thương hiệu Gian, model Zerloway 80RD, một dòng xe đạp gập mà trong cái thời buổi mà giá xăng nó đang tăng như hiện nay thì cái xu hướng các bác đổi từ phương tiện là xe máy sang xe đạp nó rất là nhiều. Thì hôm nay em lên cho các bác một mẫu xe đạp gập để nó giải quyết được cái giải pháp mà như các bác ở nhà chung cư có cái diện tích để xe nó nhỏ, hay là các bác muốn đi du lịch mà muốn mang theo một chiếc xe đạp để đạp thể thao thì cũng có thể gập gọn lại và cho lên xe ô tô rất là ok. Thì hôm nay em về một chiếc xe đạp gập bánh 20 thương hiệu Gian, model Zerloway 80RD, được sử dụng bộ nhôm công nghệ nhôm Alux, một cái công nghệ độc quyền của Gian. Công nghệ này rất là tốt. Bánh 20 inch, nốt rất là nhỏ, và cái xe đạp này có cái hay nào, tất cả mọi chiều cao lứa tuổi đều sử dụng được hết. Yên nó có thể lên được cao như này mà các bác, hay là cái củ phốt này các bác cũng thể cho được rất là cao, phù hợp được tất cả các lứa tuổi, tất cả các chiều cao. Và cơ chế gập gọn như các bác mà ở trên Hà Nội ấy, nó có xe tàu điện ấy, thì cái xu hướng bây giờ là hay dùng xe đạp thay cho xe máy để đi làm các anh chị văn phòng, thì cũng có thể gập gọn lại và cho lên tàu điện để di chuyển đến chỗ làm rất là tiện. Thì lát nữa em sẽ quay một cái video ngắn để hướng dẫn các anh chị, các anh chị và các bác gập chiếc xe này nó gọn như thế nào. Xe thì vẫn giữ được cái bộ chuyển động rất là đẳng cấp của Mỹ này, Edsa Mix 4 với 8 tầng líp và một tầng đĩa đạp, và toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên zin hết các bác nhé, nguyên zin nguyên bản hết 100%. Mà như dàn luôn. Ngầm phanh V. Thì bây giờ em sẽ quay cho anh chị một cái đoạn video ngắn để gặp chiếc xe lại, xe này lại. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì chiếc xe này nó có rất nhiều cơ chế gập đây anh chị nhé. Các bác làm này, chúng ta sẽ ấn xuống này, gập lên trước sau. Lấy ra là gặp đôi giờ như này. Muốn gọn hơn nữa thì ở trên di động, trên bộ di động nó cũng có một cái lẫy. Nó gặp vào.
xe đặt như này, các bác để lên ô tô để đi du lịch hay là đi lên một của chung cư thì rất là gọn. À, vừa rồi thì em đã quay cho các bác xem cái cách thức để gập gọn một chiếc xe đạp gập như thế này. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 7 triệu 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.